Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài đầu tiên liên quan tới tình hình tại Trung Đông. Quý vị, trong ngày hôm nay một tin tức rất bất ngờ mà cả cộng đồng quốc tế quốc tế đều giật mình, đó là việc mà cả tổng thống lẫn ngoại trưởng của Iran đều rớt máy bay và trực thăng và đã qua đời. Câu chuyện này sẽ trở thành một cái sức chấn động ở trên truyền thông quốc tế và đồng thời nó cũng đặt ra câu hỏi là chuyện gì xảy ra và tai nạn trực thăng này được mô tả là do thời tiết quá khắc nghiệt và à, khó khăn khiến cho trực thăng đã gặp tai nạn và bị rớt cũng như là khi không một ai sống sót trên chiếc trực thăng này quý vị như vậy đây thật sự là một tai nạn hay là một cơn khủng hoảng chính trị khác đang xảy ra tại Iran giữa lúc mà chính quyền cứng rắn của ông Raisi được xem là đã gây ra nhiều cái vấn đề Kể từ khi ông ta lên cầm quyền, thứ nhất là sự đối đầu ngày càng gây gắt hơn với phía Hoa Kỳ. Và thứ hai là cơn bất ổn chính trị à, tại Iran sau cái chết của cô gái người Kurd 22 tuổi tên là Masha Amani năm 2022 đã khiến cho đất nước Iran đã bị rung chuyển. Quý vị, à, có lẽ đây sẽ là bài phân tích của tôi và Do Thái có đóng vai trò gì ở trong cái tai nạn này hay không thì chúng ta vẫn chưa biết. Tuy nhiên thì à, à, chúng ta dựa trên bản tin để chúng ta phân tích xem liệu cái chết của hai người này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái tình hình đang căng thẳng tại Trung Đông. Quý vị chúng ta lướt qua bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích. Tổng thống cứng rắn của Iran là ông Ebrahim Raisi đã bị qua đời trong một tai nạn trực thăng tin từ Dubai cho biết thì tổng thống của Iran là ông Ebrahim Raisi, à, một nhân vật được xem là cứng rắn và người đã được xem là à, được à, tin tưởng bởi nhà lãnh đạo tối cao là Ayatollah Ali Khamenei đã bị thiệt mạng sau khi mà chiếc trực thăng của ông ta bị à, rớt trong một cái tai nạn được xem là khắc nghiệt ở khu vực đồi núi gần Azerbaijan theo tường trình của giới chức và truyền thông đưa ra và chiếc tai nạn này. Đã bị ta gặp tai nạn vào ngày Chủ nhật mang theo luôn cả ông Raisi và Ngoại trưởng của Iran là ông Hossein Amiradolahian cùng với 6 hành khách khác của và, à, phi hành à, đoàn đã, đã được phát hiện vào sáng ngày thứ Hai sau khi mà nó, bả, nó, nó bị rơi trong tình trạng ta gọi là thời tiết khắc nghiệt. Nhà lãnh đạo tối cao là ông Khamenei, người được xem là nắm quyền lực đơn phương, đã đưa ra chính sách đối ngoại của Iran về vấn đề nguyên tử. Đã nói rằng ra, nói ra là đệ nhất phó tổng thống là Mohammad Mopper sẽ tạm thời là tổng thống lâm thời theo tường trình của cái đài truyền hình của Iran là IRNA. Đã báo cáo như trên, tôi đang báo 5 ngày sẽ có một cái... À, một cái tang lễ và tôi đưa đưa những cái lời uh, chia buồn tới tất cả người dân của Iran. Ông Khamenei đã phát biểu trong bản statement và Mossaber uh, tương tự như ông Raisi được xem là nhân vật rất gần gũi với ông Khamenei và dưới cái uh, hiến pháp của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thì tân tổng thống mới phải được uh, thực hiện trong cái cuộc bầu, uh, bầu cử trong vòng 50 ngày và các hình ảnh cho từ đài truyền hình cho thấy là tình trạng mà có rất nhiều sương mù và những hình ảnh khác từ cái cơ quan thông tấn của Iran cho thấy rằng là hội hồng các công các nhân viên của hội hồng nguyệt đang tìm cách phủ tất cả những cái thi hài và tất cả những người trên chiếc trực thăng này đều bị thiệt mạng một giới chức của Iran đã nói với hãng thông tấn Reuters và phó ngoại trưởng của Iran là Ali Bahari Kani đã được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng viên bộ trưởng ngoại giao của Iran tiếp theo cái chết của ông amira à, à, <laughs> amiradolahian à, theo tường trình cho biết và tai nạn này diễn ra giữa lúc đang có những cái à, à, gọi là cơn lốc về chính trị về xã hội và khủng hoảng kinh tế và nhà lãnh đạo à, tối cao của iran đang à, à, bị áp lực bởi cộng đồng quốc tế trong vấn đề à, nguyên tử cũng như là họ đã có quan hệ với nga trong cuộc chiến tại à, ukraine và kể từ khi mà đồng minh của Iran là Hamas mở cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 đã khiến cho phía của do, do, Thái tấn công vào giải Gaza và điều này dẫn tới việc mà họ gần như là đang nắm một cái vai trò than chốt ở trong cái cuộc xung đột lớn tại Trung Đông và giữa bóng tối giữa cái bóng của cuộc chiến tranh Iran giữa Iran và do Thái gần như đã thiếu điều mỏ, nổ ra vào tháng trước sau khi đôi bên đã có những cuộc gọi là tấn công qua lại và giới truyền thông báo cáo hình ảnh cho thấy là chiếc trực uh, thăng này là chiếc trực thăng do Hoa Kỳ chế chế tạo gọi là Bell 212 uh, ở trên một cái vùng đồi núi và không còn ai sống sót theo tường trình cho biết và trong đó thì sau khi chiếc trực thăng rớt ở tại khu vực gọi là Vatican ở tại uh, à, tại truyền hình cho biết là ông Raisi à, đã thi hài của ông ta đã ông ông ta đang trên đường viếng thăm cái biên giới với Azerbaijan ở phía tây bắc của Iran. Ông Raisi 63 tuổi đã à, đã được bầu làm tổng thống năm 2021 và kể từ khi lên nhận chức thì ông ta đã có những cái luật cứng rắn về vấn đề đạo đức và trong đó gần như dập tắt tất cả những cái phong trào biểu tình chống đối chế độ và đẩy uh, Iran vào các cuộc đối thoại với lại các uh, quốc gia quyền lực trên thế giới và các thông điệp chia buồn đã được gửi tới từ những quốc gia láng giềng và đồng minh của Iran trong đó gồm có Saudi Arabia, Syria, Ai Cập, Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Iraq và Pakistan và ông Vladimir Putin đã gọi ông Brezzi là một người bạn của nga trong khi đó Thủ tướng Ấn Độ ông Modi cho biết ông cảm thấy rất là sửng sốt, sâu đậm và rất là đau buồn. Trong khi đó thì khối Tây Phương, Liên Hiệp Âu Châu và cũng như là Hoa Kỳ cũng ê, xin lỗi quý, và Nhật Bản cũng đã lên tiếng chia buồn. Cùng một lượt thì nhóm Hồi giáo Hamas, nhóm do Iran hỗ trợ đang có cuộc giao tranh với Do Thái ở giải Gaza đã nói rằng đây là một cuộc mất mát to lớn. Nhóm Hồi giáo Hezbollah ở miền Nam Lebanon và kể cả nhóm Hồi giáo Houthi đồng thời cũng đã đưa ra một bản statement và ca ngợi ông Raisi và, và trong cái sự qua đời của ông ta. Và trong khi đó ngược lại những nhóm lưu vong đối lập thì à, họ nói rằng à, đây là một cái à, một cái chiến lược nhắm vào cái à, nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó thì họ viết về cái tin mà các nhân viên cấp cứu của Hội Hồng Việt đang làm việc. À, và ông hiện nay thì Iran được xem là có cái hệ thống chính trị và được chia rẽ bởi cái sự gọi là lãnh đạo của giáo sĩ và chính quyền. Ông Raisi 85 tuổi được xem là một nhân vật rất thân cận với ông Khamenei và nhà lãnh đạo tối cao này đã và bắt đầu lãnh đạo từ năm 1989 và quyết định hầu hết quyền lực các cái chính sách và trong nhiều năm nay thì có người ta thấy rằng ông Raisi đã bày tỏ cứng rắn và được tin tưởng bởi ông Re, ông Khamenei và ông ta đã đề nghị ông Raisi vào cái vai trò này. Raisi đã chiến thắng trong một cái cuộc bầu cử năm 2021 và gần như đặt tất cả các hệ thống chính quyền của, của Iran dưới thái độ cứng rắn và sau 8 năm khi mà cái người tiền nhiệm của ông là ông Hassan Rouhani đã ký được một thỏa ước với các quyền lực quyền lực của tây phương bao gồm luôn cả Washington trong đó liên quan tới nguyên tử. Tuy nhiên thì ông Raisi à, dường như đã có một cái uh, cuộc biểu tình chống lại ông ta kể từ khi có cái chết của cô gái người Kurd 22 tuổi là Masha Amni uh, bị uh, chết trong đồn cảnh sát và dẫn tới một cái cuộc uh, gọi là biểu tình lớn nhất của Iran kể từ năm 1979 và uh, ông ta đã tới viếng thăm cái Azerbaijan vào ngày chủ nhật cùng với lại uh, để mà uh, uh, tham dự một cái dự án tại đây và hiện nay thì cả các báo cáo vẫn còn đang mới có sơ bộ quý vị như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là ông à, tổng thống cứng rắn của iran đã qua đời ông này đã chính thức qua đời cùng với lại ngoại trưởng của iran hai nhân vật chủ chốt được xem là trong thời gian gần đây được chú ý rất nhiều kể từ khi bùng nổ cuộc giao tranh giữa do thái và hamas và iran được xem là cái quốc gia bảo trợ cho những nhóm dân quân hồi giáo tại trung đông và trước đó thì quý vị trước khi mà ông raisi qua đời thì chúng ta đã thấy được những gì đang xảy ra trong cái nội tình của Iran. Đó là cái chết của cô gái người khớt tên là Masha Amani, 22 tuổi. Cô gái này đã bị cảnh sát đạo đức của Iran bắt về đồn cảnh sát khi mà cô vi phạm cái tiêu chuẩn ăn mặc theo đạo đức dành cho phụ nữ tại Iran. Và đây là một cái luật rất là khó nằm trong đạo luật Sharia của Hồi giáo. Thì quý vị, ở trong các quốc gia Hồi giáo thì họ vẫn có những cái luật rất nghiêm ngặt dành cho phụ nữ nhất là những cái quốc gia mà bảo thủ thì cái vị ngay cả ở Saudi Arabia người phụ nữ bước ra đường mà chờ, nếu thành hôn mà không có chồng đi cùng có thể sẽ bị phạt và họ nghiêm cấm người phụ nữ đi ra đường mà không có người thân đi cùng nếu như mà không có chồng thì cái vị đây là nó xuất phát từ cái bộ luật của hồi giáo gọi là Sharia đây là bộ luật rất nghiêm khắc của hồi giáo và cái quê chế độ mà bây giờ áp dụng tối đa chính là chế độ Taliban ở Afghanistan và ít nhất có một số quốc gia đã áp dụng cái đạo luật hồi giáo Sharia vào trong cái luật lệ quốc gia của họ, trong đó ngoại trừ những quốc gia ở Trung Đông thì Indonesia và Malaysia, hai quốc gia tại Á châu vẫn áp dụng một phần nào đạo luật Sharia vào là của hồi giáo vào trong cái luật lệ quốc gia của họ. Và quý vị, cô gái người Khét này đã bị bắt về đồn cảnh sát và sau đó một ngày sau đó cổ đã qua đời trong đồn cảnh sát tức là cái sự đánh đập giả mang của cảnh sát đã khiến cho cô ta bị thiệt mạng và cuộc cái cái chết của cô đã dẫn tới một cái sự rúng động cho Iran bởi vì biểu tình đã trỗi lên ở khắp lãnh thổ Iran gây rung chuyển cho cái quyền lực của quốc gia này kể từ năm 1979 được xem là cuộc biểu tình lớn nhất tại Iran Tuy nhiên thì sau đó cuộc biểu tình nhanh chóng đã bị dập tắt dưới thái độ gọi là sắc máu của ông Gracie. và có nhiều người đã bị kết án tử hình và có nhiều người bị kết án nặng nề thậm chí là có nhiều người hiện nay vẫn còn đang bị giam giữ vẫn chưa được trả tự do cho tới ngày hôm nay và quý vị dưới cái quyền của ông Gracie thì mọi việc đã trở nên gọi là gây gắt hơn so với người tiền nhiệm của ông là Hassan Khomeini. Hassan Khomeini thì đã, ông này được xem là tương đối ôn hòa và ông này đã được ghi nhận có thành công nhất là nhờ ông ta ký được cái thỏa ước về nguyên tử với lại à, à, 6 cường quốc trên thế giới gọi là JCPOA năm, một, năm 2015 lúc mà Obama còn là tổng thống thì ông này được xem là tương mặc dù là một nhân vật à, được mô tả là cứng nhưng mà vẫn còn có cái à, thái độ gọi là cái cửa để mà thảo luận với khối Tây phương. Nhưng kể từ khi mà ông Ibrahim Raisi trở thành tổng thống của Iran thì mọi việc đã khác đi quý vị. Thứ nhất là ông ta từ chối không quay trở lại cái hiệp ước JCPOA với lại Joe Biden sau khi mà Joe Biden lên làm tổng thống. Và thứ hai, ông ta luôn liên tục đưa ra những chính sách rất cứng rắn, có thể nói rất cứng rắn đối với cái xã hội của Iran. Và thứ ba là ông ta đã bắt đầu liên kết rất nhiều những thế lực để bảo vệ cho Iran trước cái tiềm năng đe dọa từ phía Hoa Kỳ và Do Thái. Trong đó, ông ta đã bắt đầu gần gũi với Nga, với Trung Quốc và đồng thời ông ta bắt đầu kết nối ban giao lại với các quốc gia Ả Rập để tạo ra một cái thế lực gọi là đối kháng với cái uh, tư tưởng chính trị của Hoa Kỳ và Tây Phương. Kể từ khi mà ông uh, Raisi trở thành Tổng thống, thì quý vị thấy là ngay kể từ lúc đó ông ta đã làm thần và thái độ cứng rắn của ông ta cũng đạt được một số quyền lợi cho Iran. chứ không phải là đẩy Iran vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn. Điều thứ nhất là thái độ cứng rắn của ông ta đã khiến cho Joe Biden, tổng thống Mỹ phải nhượng bộ. Nhượng bộ bằng cách nào? Nhượng bộ bằng cách là tháo khoáng 6 tỷ mỹ kim, tiền mua dầu, tiền bán dầu khí của Iran bị kẹt trong một cái ngân hàng ở tại Nam Hàn và chính Joe Biden đã ký giải ngân cho cái số tiền này và yêu cầu giải ngân và tha, tháo gọi và tháo bỡ tháo bỏ cái uh, lệnh trừng phạt kinh tế đối với số tiền này và để với cái danh nghĩa là giúp đỡ nhân đạo cho người dân Iran và quý vị khi số tiền này tới Qatar thì bị áp lực chính trị nặng nề bởi phía Hoa Kỳ và kể cả do Thái thì số tiền này cho tới bây giờ vẫn bị kẹt ở tại Qatar chưa có giải ngân được cho phía của Iran tuy nhiên và trước khi mà ông ta trước khi mà ông uh, Raisi qua đời thì quý vị còn nhớ cách đây một hai tuần thủ tướng của Iraq đã viếng thăm Hoa Kỳ và quý vị trước khi ông thủ tướng Iraq viếng thăm Hoa Kỳ thì Joe Biden lại tháo khoáng thêm cái lệnh trừng phạt tức là tha à, tháo gỡ một số những lệnh trừng phạt dành cho Iran trong đó 10 tỷ Mỹ kim mà Iraq trả cho Iran Iraq là cái quốc gia nhập cảng nguồn năng lượng từ Iran và số tiền này đã không được chi trả sau khi mà có lệnh cấm vận cứng ngã, gọi là cứng rắn của Hoa Kỳ và của Tây phương. Do đó thì Iraq không có phương thức để trả tiền cho Iran nếu không sử dụng được cái nguồn tài chính quốc tế. Do đó thì họ không trả được và chính Joe Biden là người đã cho phép Iraq trả một phần tiền này tức là 10 tỷ Mỹ Kim cho phía của Iran. Thì các vị cách đây vài tuần thôi thì Joe Biden đã làm cái điều này và cùng một lượt thì quý vị đó là những gì mà chúng ta thấy được là cái thái độ cứng rắn của ông Ibrahim Raisi đã khiến cho chính Joe Biden phải nhượng bộ. Tuy nhiên thì thái độ cứng rắn này của ông ta được mô tả là mang tới một cái hậu quả tiêu cực cho Iran trên chính trường quốc tế. Có thể nói là mang một cái hậu quả rất tiêu cực và đây có thể đó là nguyên nhân dẫn tới cái hậu quả của tai nạn trực thăng này. Bởi vì mặc dù cứng rắn và ép được chính quyền Joe Biden, một chính quyền khá nhu nhược, thì quý vị ngược lại, ông ta đã đẩy cái quyền lực của Iran vào tình trạng nguy hiểm. Thứ nhất là cái cuộc biểu tình ở trên toàn quốc của cái chết của cô gái người Kurd, Masa Amani, 22 tuổi, đã khiến cho quyền lực của nhà lãnh đạo tối cao là ông Ayatollah Khamenei là bị ảnh hưởng và bị nguy hiểm. Thì quý vị, ông này đã nắm quyền từ chính thức là từ năm 1989 nhưng mà chính ra ông ta bán chính thức nắm quyền từ Iran từ năm 1979 rồi sau khi có cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran thì ông ta trở thành nhân vật quyền lực tối cao nhất của Iran ông ta là một giáo sĩ và ở Iran thì quý vị mặc dù có một cái chính phủ quần máy điều hành do dân bầu nhưng mà gần như là quyền lực nằm trong tay của ông Ayatollah Khamenei và Ông Racy được xem là một trong trước đây là một trong những cánh tay mặt của ông à, à, kemani ông à, lãnh đạo tối cao. Thì quý vị, tai nạn này xảy ra đúng trong lúc mà Iran đang đứng trước một cái bờ vực nguy hiểm là cuộc giao cuộc chiến tranh sẽ bùng nổ với dầu thải. Sẽ bùng nổ với dầu thải và thứ hai là việc mà các cái mạng lưới Iran đã bỏ công gây dựng từ bấy lâu nay bây giờ trở thành tâm điểm của thế giới và có thể sẽ bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn sắp tới. Những mạng lưới vệ tinh của Iran, trong đó nổi bật nhất là Hamas, kế đến là Hezbollah và bây giờ tới nhóm Hồi giáo Houthi. Đây là ba nhóm chính mà do chính nhà nước Iran tài trợ trong nhiều năm. Và dưới thời của ông Raisi, những nhóm này đã được bơm rất nhiều tài chánh và vũ khí. Và quý vị thấy kết quả của việc này dẫn tới cái cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Do Thái ngày 7 tây tháng 10. Và sau cái biến cố ngày 7 tây tháng 10 thì quý vị, Iran đã bước vào một cái giai đoạn nguy hiểm khác cho quyền lực của những kẻ cai trị. Thứ nhất là cộng đồng quốc tế đã áp lực Iran chấm dứt hỗ trợ cho những nhóm này. Iran vẫn bác bỏ. Iran vẫn tiếp tục tài trợ cho những nhóm này. Không những như vậy mà họ còn tài trợ luôn cho cả phía của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Tức là các cái tròn và một số hỏa tiễn của họ bán cho Nga hay là cung cấp cho Nga đã được sử dụng trong bãi chiến trường tại Ukraine. Thì quý vị, nó gây lên một cái áp lực mới, một cái áp lực về mặt chính trị, tức là chính quyền của Iran càng lúc càng bị cô lập hơn bởi cộng đồng quốc tế. Và quý vị, thứ hai là các mạng lưới mà tôi nói là Iran đã đầu tư từ nhiều năm nay. Sau cái trận Hamas tấn công vào lãnh thổ của Do Thái, thì những nhóm Hồi giáo này đã bị đưa vào spotlight, tức là đã bị uh, chú ý bởi cộng đồng quốc tế. Và giờ đây, chúng ta chứng kiến được tất cả những gì đang xảy ra tại Trung Đông. Thì quý vị, việc này nó dẫn tới tình trạng nguy hiểm. Nó dẫn tới tình trạng nguy hiểm và có vẻ như là ông Raisi cũng cảm nhận được cái sự nguy hiểm đe dọa tới cái chính quyền của ông ta. Do đó khi mà ông ta nắm quyền và ông ta để cho một số tư lệnh của Iran đã bị sát hại ở tại Syria do cuộc không tập của Do Thái thì ông ta đã bị áp lực bởi hai phía một phía lo ngại sẽ mất quyền lực bởi vì ông ta quá cứng rắn. Nhưng một phía khác ông ta lại bị áp lực bởi nhóm gọi là càng cứng rắn hơn ở trong nội bộ của ông Kamani. Buộc họ phải có cuộc tấn công vào Do Thái để trả đũa cho cái chết của một số viên tư lệnh và giới quân sự bị sát hại bởi phía không tập của Do Thái. Và kết quả thì quý vị thấy là 350 cái tròn và hỏa tiễn đã bắn vào lãnh thổ Do Thái. Tuy nhiên thì gần như 100% đã bị bắn chận bởi Do Thái, Hoa Kỳ và các đồng minh. Ngay sau đó thì Raisi đã ngưng lại cuộc tấn công này. Và kết quả thì Do Thái dường như không có mở cuộc trả đũa mà chỉ có một cái vụ nổ xảy ra được cho rằng là Do Thái đã tấn công trả đũa vào Iran nhưng mà rất nhỏ. Thì quý vị cho tới giờ phút này Do Thái vẫn chưa có một cuộc trả đũa chính thức tức là họ vẫn treo ở đó họ vẫn chưa có ý định là từ bỏ cái ý định là sẽ tấn công vào lãnh thổ Iran cùng một lượt thì Raisi thúc đẩy cái việc mà làm giàu chất uranium một cách nhanh chóng dẫn tới sự báo động của cơ quan IAEA thì quý vị một mặt là Raisi vẫn thúc đẩy việc chế tạo vũ khí nguyên tử có thể là vũ khí nguyên tử một mặt khác thì ông ta bị áp lực bởi thành phần cứng rắn nằm dưới quyền của ông Khamenei là phải có thái độ với Do Thái. Tuy nhiên thì cái chính sách cứng rắn của ông ta đã dẫn tới một cái tiềm năng nguy hiểm là Iran có thể sẽ bị lật đổ chế độ trong thời gian tới. Nếu như mà họ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm Hồi giáo và vẫn tiếp tục theo đuổi cái chương trình làm giàu chất uranium. Có lẽ những điểm này là những điểm mà tôi nghĩ rằng là phía của à, Iran đang có một cơn khủng hoảng chính trị. Và cái chết của ông à, Ibrahim Raisi rõ ràng nó đang cho chúng ta thấy được một cái màu sắc được đóng kín ở bên trong cái thế lực mà gọi là cai trị tại Iran tức là không khác gì chế độ cộng sản cả họ vẫn đấu đá ngầm ở bên trong nhưng không ai biết dường như không ai biết họ đấu đá ngầm như thế nào thì quý vị đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là có thể phe diều hâu của ông Khamenei cái chết của Raisi cho thấy là phe diều hâu của ông Khamenei có vẻ như đã bắt đầu kiểm soát toàn bộ. Và chỉ quý vị ngay sau khi mà ông Ebrahim Raisi vừa mới qua đời. Thì quý vị trong vòng à, mấy ngày thôi. Trong vòng có từ ngày hôm qua tới bây giờ thôi. Là đã có một tân tổng thống lâm thời. Và theo hiến pháp của Iran. Họ phải tổ chức một cuộc bầu cử trong vòng 50 ngày. Thì có nghĩa là toàn bộ quyền lực của Iran sẽ thay đổi một lần nữa. Và bây giờ thì. Tôi chưa biết họ sẽ chọn nhân vật nào và làm việc với cộng đồng quốc tế như thế nào, bởi vì Raisi đã thúc đẩy một chính sách đối đầu với Tây phương. Ông ta đã thúc đẩy một chính sách đối đầu với Tây phương, khiến cho rất nhiều những người ôn hòa trong cái nghị viện của Iran có vẻ như bất đồng. Và sự bất đồng này có lẽ tới tay của Khamenei. Mặc dù ông Raisi trước đây là cánh tay mặt của Khamenei, nhưng mà sự bất đồng này nở càng lớn thì ông Khamenei vì muốn duy trì quyền lực của ông ta vì muốn duy trì quyền lực tuyệt đối của ông ta do đó thì cái vị cái tai nạn này có thể nó phải xảy ra tất yếu bởi vì ông ta phải quân mình không thể để cho cái tình trạng bất mãn tăng cao nhưng cũng phải xoa dịu cái thành phần cứng rắn ở trong cái mạng lưới của ông ta thành phần này là thành phần gọi là hồi giáo cực đoan và quý vị thành phần này gần như là thúc đẩy Raisi thực hiện những chính sách đối đầu nhiều hơn Những chính sách đối đầu nhiều hơn Trong khi cái phái được phê, được xem là ôn hòa Ở trong cái nguồn máy cai thị quy Iran Thì họ chứng minh rằng thái độ ôn hòa đã tạo được cái dấu hiệu tích cực Ít nhất là phía Hoa Kỳ đã cho phép tháo khoáng hai lần Các cái tiền mà Iran đã bị đóng băng từ ở bên ngoài Và quý vị do đó Khamenei dường như phải quân bình cái quyền lực, tức là ông ta phải thỏa mãn cho phía của Diều Hâu, tại phía này là cái phía bảo vệ quyền lực của ông ta. Nhưng ông ta không thể để cho cái phe ôn hòa có thể bị rơi rụng, tức là bị triệt tiêu. Tại vì vì nếu phe này bị triệt tiêu thì gần như là Iran sẽ đóng cửa với bên ngoài, trở thành cô lập không khác gì Bắc Hàn cả. Do đó, quý vị, Raisi đã không đồng ý Thứ nhất là tôi nghĩ rằng có liên quan tới cái vụ tấn công dầu thải. Và thứ hai là có liên quan tới cái vụ làm giàu chất uranium. Đây là hai cái yếu tố chính mà tôi cho rằng dẫn tới cái chết bằng tai nạn của ông Raisi, <laughs> tổng thống của Iran. Thứ nhất là có vẻ như là dưới áp lực của ông ngoại trưởng. Tại vì trong chuyến đi này có mặt luôn cả ngoại trưởng của Iran. Và nhân vật ngoại trưởng này là nhân vật chịu áp lực cộng đồng quốc tế nhiều nhất cho cái chương trình vũ khí của Iran và thứ hai là việc mà Iran và Do Thái đối đầu. Nhân vật này dường như nhìn thấy được cái áp lực quốc tế nhưng bên trong nội địa của Iran không nhìn thấy. Do đó quý vị có lẽ là nhân vật này đã có một cái ảnh hưởng là nếu như mà tiếp tục đi theo chiều hướng này, Iran sẽ bị cô lập hoàn toàn. Iran sẽ bị cô lập hoàn toàn. Thì quý vị, trong khi đó thì Abraham Raisi là kẻ được xem là khởi đi từ một thành phần cứng rắn được xem là trung thành với lại ông Ayatollah Khamenei. Và nhân vật này bây giờ phải đưa đối diện với cái vị trí là quân bình quyền lực chứ không phải là giành quyền lực. Ông ta vẫn cố gắng bày tỏ một thái độ cứng rắn để cho thấy rằng là cái cái chính sách của phe cứng rắn vẫn nắm quyền. Tuy nhiên, ông ta vẫn không thể bỏ rơi phe ôn hòa bởi vì phe ôn hòa là cái phe duy nhất là cái cửa thoát cho Iran trước lệnh cấm vận và tất cả những cái à, à, chính sách cứng rắn của Âu Châu và của Hoa Kỳ dường như là phe ôn hòa có công trạng trong việc mà tiếp thế cái nguồn kinh tế cho Iran bởi vì nhờ phe ôn hòa vận động ở bên ngoài mà phía của chính quyền Joe Biden đã nhượng bộ ít nhất là hai lần tháo khoáng giải ngân lần thứ nhất thì chưa số tiền chưa tới nhưng lần thứ hai số tiền đã được chuyển xong 10 tỷ Mỹ kim và kỳ rồi Iraq tới Hoa Kỳ với hai sứ mạng. Một là yêu cầu lực lượng quân sự Hoa Kỳ đưa ra một cái bản kế hoạch rút ra khỏi lãnh thổ của Iraq. Và thứ hai là tiếp tục áp lực chính quyền Joe Biden cho phép họ tiếp tục thành lập một cái hệ thống tài chính để chi trả tiền mua năng lượng từ Iraq Và quý vị, do đó, bất ngờ trong cái giai đoạn này thì Ebrahim uh, Raisi cùng với Ngoại trưởng Iran bị rớt máy bay. Trong lúc bị rớt máy bay thì thật sự có thêm một nhân vật khác tức là thống đốc của một tỉnh ở Azerbaijan cũng nằm trên chiếc máy bay này đã qua đời và họ đang đi thị sát ở phía biên giới của Azerbaijan và của Iran. Thì quý vị, cái chết của Ebrahim Raisi có thể sẽ gây ra tình trạng gọi là tình hình tại Trung Đông sẽ biến đổi. Tuy nhiên biến đổi như thế nào chúng ta chỉ biết chờ vào cuộc bỏ phiếu bởi vì tân tổng thống mới được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời thì thứ nhất không đủ quyền lực về mặt hiến pháp và thứ hai, ông ta chỉ có thể điều hành quần mãi theo cái hiến pháp thôi. Ông ta không được đưa ra một cái quyết định riêng, lật ngược lại quyết định của Ebrahim Raisi. Đây là cái hiến pháp của Iran. Cho tới khi Iran tổ chức một cuộc tổng tuyển cử khác và chọn là tổng thống, thì tổng thống đó mới có toàn quyền. Còn bây giờ tổng thống lâm thời này chỉ là tạm thời điều hành tất cả những công việc còn gian dở. Và không thể đưa ra bất kỳ một cái chính sách nào khác cả. Thì do đó, tình hình của Iran hiện nay đang là cái tâm điểm chú ý bởi vì nhân vật được bầu nhân vật được bầu nó sẽ phản ảnh cái uh, chính quyền hiện tại tiếp tục duy trì hay sẽ bị lật đổ bởi uh, phía bảo thủ tuy nhiên thì uh, giới đối lập của iran nằm ở bên ngoài iran tức là giới mà ủng hộ cho hoàng gia của iran trước đây đang sống lưu vong tại hoa kỳ thì họ cho rằng đây là cái cơ hội lớn đây là cái cơ hội lớn để mà triệt tiêu thành phần cực đoan cứng rắn ở dưới quyền của ông kamni ông này trên nguyên tắc ổng là một giáo sĩ thôi nhưng mà gần như quyền lực của ông ta nắm tuyệt đối cũng giống như cộng sản đó tổng bí thư đảng nắm hết quyền lực thay vì là chủ tịch nhà nước hay là tổng thống thì quyền lực nằm trong tay tổng bí thư đảng thì ở iran nắm quyền lực là giáo sĩ này ông ta nắm quyền lực hoàn toàn do đó bây giờ chúng ta đang chờ xem coi những biến động tại iran bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến tại trung đông có thể sẽ đi tới một cái giải pháp ôn hòa giảm đi tất cả những căng thẳng nhưng cũng có thể nó đẩy trung đông vào một cuộc đối đầu chính thức giữa do thái và iran và nếu cuộc chiến này bùng nổ thì giống như tôi nói nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế trên toàn cầu và đồng thời nó kích thích nhiều khu vực khác sẽ bùng nổ những cuộc bất ổn do đó quý vị tất cả thế giới đều coi vào cái trận này của iran như thế nào và nó sẽ báo hiệu cho thấy là cái lò lửa Trung Đông vẫn tiếp tục âm mỹ và có thể nó bùng nổ sớm hơn. Nếu như mà Iran có một cái chính quyền khác cứng rắn không kém gì Ebrahim Raisi, thì cái cuộc chiến giữa Do Thái và Iran có lẽ sẽ không tránh khỏi. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích tin Nhật Ký phần 1 của phong ngày hôm nay liên quan tới cái chết của ông Tổng thống của Iran và Ngoại trưởng trong một tai nạn trực thăng mà tôi cho rằng đây là một biến cố chính trị chứ không phải là một tai nạn thuần túy và tôi cho rằng là việc này nó sẽ dẫn tới cái ảnh hưởng về cái quyền lực cai trị suốt hơn 45 năm ở tại Iran. Tại vì kể từ năm 1979 cuộc cách mạng hồi giáo bùng nổ thì quý vị nó đã dẫn tới tình trạng Iran nằm dưới một cái thể chế rất là cứng rắn và hà khắc. Thì có thể lần này sẽ có sự thay đổi chính trị. Tuy nhiên, có thể nó sẽ đi tới tình trạng cứng rắn hơn và có thể dẫn tới một cái cuộc chiến bùng nổ tại Trung Đông. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.